นี่ยเดี๋ยวจัดการนะดิลองไปเรื่อยมั้ยลองเท่าเออเนี่ยเดี๋ยวต้องเราต้องมาขันไม่หอดเชือกครับพวกฮะ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải đừng bắn tạ chứ cương vậy hả phải đừng bắn tạ mẹ nữa mẹ mình phải tích tân tích tạo ra được à không mẹ chắc khoảng cần tí này à một chút lâu một chút nó chưa được, rõ mắt chưa được, cái con chưa được, làm hết. Đây, con đi đó chú ơi, rơi con đó đi kìa. Là nói mai mà mày suy ba con rồi. Bắt cô bởi luôn đấy. Mày cứ nói là bắt luôn đi. Quá nó 15 con đẻ. Đây là để lại 15 con đó. Chút con hoa nó nóng hơn nữa. Đây con đi với chú. Con đi 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 con ăn thua hắn đẩy tôi rồi chú nhiều hoa bông chắc con ạ chắc tôi đi bông cười cả trăm đi cả cây tôi không phải hoa tăng thua rồi ôi trời ơi anh chồng kêu anh chết hả toát rồi chứ một đứa xíu chứ nó chứ nó ra đấy chứ nó đặt con ra con tôi để đi coi kìa giao đài đây quá đài nữa quá đài la quá chúng ăn thua nó là đến lúc cố lên nó rào hết rồi thanh bày bắt cây anh cảm thấy cái này 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 cái
lần này nó có hết không? Không, thì đi đổ ra ngoài nó mà kéo đó. À đó. Lúc thấu cho sáu ngoài mồm mồm, đóng đuôi có đạn không đấy? Đây đây đây. Con cứ đó là con luôn đó. Đi vẫn cứ chỗ này. Chỗ này đây là cái tay trên này cứ dài cái đó dài cái đó thôi. Đây
là các cái tráng trông cá để sau khi bắt sóng để cho mọi người đến mua. Đây là cả một cánh đồng mênh mông và các hộ nuôi cá bằng cho ăn tự nhiên bằng cỏ và lúa chồi.